Xin được chào mừng quý vị và bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Đài TV của mình. Và xin kính chúc quý vị và bạn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Và đừng quên ủng hộ cho kênh YouTube Đài TV bằng cách nhấn nút like cũng như là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của mình nha. Và trong video hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và bạn một thông tin buồn đến với giới nghệ thuật Việt Nam, đó là nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng vừa qua đời ở tuổi 65 tại Bệnh viện Huyết học Hà Nội chiều ngày hôm qua 14 tháng 2 năm 2021 vì lý do bạo bệnh. Và bây giờ là thông tin chi tiết, mời các bạn cùng chú ý theo dõi. Thông tin nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng qua đời vào chiều ngày 14 tháng 2 khiến nhiều người bàng hoàng. Ông qua đời tại Bệnh viện Huyết học Trung ương sau thời gian chiến đấu với bệnh tật. Trước đó sức khỏe của nam nghệ sĩ khá yếu và ông phải nhập viện điều trị. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng tên đầy đủ là Hoàng Tiến Dũng, quê quán ở Hưng Yên, sinh năm 1956 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và ra trường công tác tại Đoàn kịch Hà Nội, là tiền thân của Nhà hát kịch Hà Nội. Ông từng giữ chức giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội từ năm 2007 đến năm 2017. Đến năm 2007, ông được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Ngoài ra, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng còn là ủy viên ban chấp hành, ủy viên hội đồng nghệ thuật của Hội nghệ thuật sân khấu Việt Nam, phó chủ tịch Hội sân khấu Hà Nội, ủy viên hội đồng nghệ thuật Hà Nội. Trên màn ảnh, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng được biết đến với nhiều vai diễn đa dạng màu sắc. Một trong những vai diễn gần đây ghi dấu ấn mạnh mẽ của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng chính là vai ông Trùm Phan Quân trong bộ phim truyền hình Người Phán Xử. Không chỉ trên truyền hình, ông cũng là một ngôi sao trên sân khấu kịch. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng từng đảm nhận những vai diễn nặng ký như phó giám đốc chính trong vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ, Tôi và Chúng Ta, Lãm trong Hà Nội Đêm Trở Gió, Hai Hùng trong Ăn Mày Dĩ Vãng, Cả Khoa trong Cát Bụi. Ngoài ra, ông cũng là đạo diễn nhiều vở kịch chính tại sân khấu, tham gia giảng dạy ở các trường như Đại học Sân khấu Điện ảnh, Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cuối tháng 12 năm 2020, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng phải phẫu thuật vì bệnh cột sống trở nặng. Trước đó, trong buổi ra mắt phim Trở Về Giữa Yêu Thương tại Hà Nội, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng xuất hiện trong tình trạng đi lại rất khó khăn. Ông phải nhờ người chở và dìu đến điểm tổ chức họp báo. Ngoại hình của ông cũng gầy đi trông thấy. Thưa quý vị và bạn, như vậy là sau thời gian dài chiến đấu với bạo bệnh vì bệnh cột sống, thì nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã phải ra đi ở tuổi 65 tại Bệnh viện Huyết học Hà Nội chiều ngày hôm qua 14 tháng 2. Nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ra đi để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp cũng như là khán giả mến mộ. Và chúng ta lại phải mất đi một người nghệ sĩ đáng quý, đáng mến. Đây là một tin rất là buồn đối với nền nghệ thuật của nước nhà. Và xin được chia buồn đối với gia đình của nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, và những vai diễn của nghệ sĩ sẽ luôn nhắc chúng ta về một người nghệ sĩ nhiều tài năng và đức độ. Và mình xin kết thúc cái video tại đây. Xin được chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là nhấn like video để ủng hộ cho mình nha. Và xin được kính chúc quý vị và các bạn luôn luôn có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống. Và mình xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video sau.